Con không phải làm cả xóm, con không làm gì hết. Con đang nhiệm vụ của mình. Đây này, thì yêu cầu anh đứng dậy đi. Yêu cầu lên phường làm việc cả. Mày anh nói cho em nghe, em đi. Ông của em đang đứng trên phường thì em phải lên. Công việc thì em lên là em lên, đừng có đánh em là được. Đánh em thì anh hiểu. Bây giờ cho em ngồi nghỉ một xí để em thở. Em đang luyện công mà. Luyện công là phải đúng giờ là phải vô trong bóng tối nấp là phải nấp. Nấp là phải nấp rồi, không nấp là không được. Dạ thưa chủ Hoàng. Chủ Hoàng làm. Con trường là con mời, không biết mời lên phương này để con làm phép cái nào rồi chú làm thế làm nào làm đi nhưng mà lên không được bắn con rồi, lên okay. Nửa tiếng phải thả con về rồi, đúng con phải lên không tôi con lập đầu có tường con chết là bình thường quá là điều bình thường luôn con nói thiệt con nói được con làm được dạ thưa mà ơi mà để con làm phép cái nào dạ thưa mà con là con của mà có đúng không nếu mà hai con thì con chết thì con nguyện con chết thì cho con không toàn tay. Con nằm mà cầu thì thuộc không được, cầu vàng xuống không được, cầu mỗi con cũng chạy được. Nhưng mà học con được là con không đồng ý, mà có hiểu không? Mà còn con muốn ngàn đời ngàn kiếp là ông vẽ cho con đó. Nếu mà thích gì con mà cười thì con cười. Con cười thì mà cười, mà có biết không thì tụi bà hiểu rồi mà tao đó. Mà tao lại, mà tao con lại, mà ba lại. Lần sau mà đừng có làm như nữa, nếu mà làm như nữa. Thì mới nhìn mà tao mà sống gì thế, mới thấy không? Thương mà về đi. Con về môi chừng mà nói cho hồi hiểu con về được thì con về rồi mà con về không được thì con đập đầu con chết rồi mà nè con nói thiệt nếu hứa dân dư với con có về được con nửa tiếng thôi nếu không được nửa tiếng thì con đập đầu con chết để cho con làm thế con nằm tao lại cho mà thấy mà từ khi 40 tuổi mà lại tao này tao là sự trọc trong lòng tao là ông trời đại bay tin không tin thì thôi nhưng mà không lạnh được một cái mười nhé con. Tao làm phép làm chủ cho mà thấy một lần để tao